Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm canh tí, ngày này là ngày đinh hợi, tháng ất dậu, Năm canh tí và hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỷ, giờ tân hồi, từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang về ngũ hành ngũ hành niên mệnh ốc thượng thổ ngày đinh hợi tức chi khắc với can có nghĩa là thủy khắc với hỏa và hôm nay là ngày hung các bạn nhé về nạp âm ốc thượng thổ kỷ tuổi tân tỷ quý tỷ ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi đinh mùi, quý hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành mộc cục, xung với tỷ hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ các bạn nhé. vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi kỷ tỵ, quý tỵ, quý mùi, quý sửu và quý hợi tuổi xung trong tháng tuổi kỷ mão đinh mão tân mùi và tân sửu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như là sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao thiên phú tốt mọi việc nhất là xây dựng nhà cửa khởi công động thổ khai trương mở kho nhập kho an táng sao lộc khố tốt về cầu tài lộc khai trương giao dịch sao nguyệt giải tốt mọi việc sao yếu in thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao dịch mã tốt mọi việc nhất là xuất hành về các sao sáu trong ngày cũng có như sao thổ ôn hay còn gọi là sao thiên cẩu kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tử, sao hoang vu xấu mọi việc sao huyền vũ kỵ an táng, sao quả tú, xấu đối với cưới hỏi và ngày hôm nay là ngày sát chủ cùng xấu mọi việc các bạn nhé. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp, chủ nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý nhờ có tam hội phù trợ cho nên ngày hôm nay với bạn tuổi Tý sẽ có một ngày rất chi là thuận lợi cho công việc của mình và bạn tuổi Tý bạn có thể gặp gỡ được quý nhân, quý nhân sẽ giúp cho bạn khắc phục được những cái khó khăn quản tồn động trong suốt cái thời gian vừa qua nữa đó bạn tuổi Tý nhé và trong ngày 11 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng có thể hoàn thành thuận lợi cái công việc được giao nhờ thế mà nhận được cái sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên nữa. và bạn tuổi Tý, bạn hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được cái thành công rực rỡ hơn trong tương lai của mình nhé. Nhưng trong cái ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thủy vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý cần phải chú ý tới cái vấn đề sức khỏe của bản thân mình và đặc biệt là các bộ phận như là não bộ, thận, bảng quang. Sự nghiệp của bạn tuy là quan trọng, nhưng nếu cơ thể của bạn đã đưa ra cái dấu hiệu cảnh báo nào đó thì bạn cần phải đi kiểm tra ngay bạn tuổi Tý nhé. Ngày này đối với bạn tử Tý không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Nếu như bạn phải đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông để tăng thêm cái vận may cho mình nhé. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc thuận lợi, tử vi tuổi bính tý thuộc thủy dự gìn sức khỏe, tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa gặp gỡ quý nhân tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cấp trên đánh giá cao tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc giải quyết được vướng mắc về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc bốn sao sức khỏe ba sao tình cảm bốn sao con số may mắn số bốn số tám giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu Trong ngày này, cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họa, cái điều này làm cho bạn tuổi sửu dễ vướng vào những cái mâu thuẫn với cấp trên hoặc là những người có quyền cao chức trọng đùa bạn tuổi sửu nhá họ có thể chèn ép bạn khiến cho bạn tuổi sửu cảm thấy bất mãn và mệt mỏi thậm chí gây ảnh hưởng đến cái danh tiếng của bạn nữa tuy nhiên với bạn tuổi sửu dù gặp phải cái tình huống như vậy thì bạn mệnh cũng không nên quá mức nóng nảy, ăn nói thiếu suy nghĩ, khiến cho mọi việc càng trở nên khó giải quyết hơn. Và bạn tuổi xỉu, bạn cần phải biết đâu là cái điểm dừng để có thể dừng lại đúng lúc nhé. Và trong ngày Chủ nhật này, đối với bạn tuổi xỉu, ngày này bạn lại đang gặp ngày cố thổ khác với Thủy, cho nên bạn mệnh tuổi xỉu cần phải quan tâm hơn tới gia đình của mình, bởi dường như bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình nhân cái dịp cuối tuần này bạn hãy tổ chức một bữa ăn để gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau bạn tuổi sửu nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim mâu thuận với cấp trên tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy bị chèn ép từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa không nên nóng nảy tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ ăn nói thiếu suy nghĩ tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc quan tâm gia đình hơn về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu cà phê màu xám quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi dần chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên cái điều này gây ảnh hưởng lớn cho bạn tuổi dần về cái phương diện tình cảm ngày hôm nay nhé trong ngày này nếu như bạn đã có gia đình bạn cần phải quan tâm và tâm sự với cái nửa kia của mình nhiều hơn nhằm hàn gắn lại những cái vết rạn dạ nứt vốn đang tồn tại ở hai người đoạn. Và trong ngày Chủ nhật này, đối với bạn tuổi dần, những bạn đang quản độc thân thì cũng gặp nhiều trở ngại trong cái chuyện tình cảm. Bạn mệnh tuổi dần khó có thể tìm được một nửa ưng ý, chua dù xung quanh bạn có rất nhiều đối tượng muốn tín tới với bạn. Có lẽ bạn tuổi dần bạn cần phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa nhé. Và trong ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi dần, bạn là người thông minh, hoạt bát và rất có tài. Tuy nhiên, bạn lại quá mức hiếu thắng, giành lấy những cái điều không thuộc về mình. Và bạn tuổi dần, bạn hãy thay đổi cái tính xấu này nếu không muốn cái hình ảnh của mình bị xấu đi trong mắt mọi người đó bạn tuổi dần nhé. Và trong ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, ngày này cũng không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông để hạn chế cái rủi ro cho mình. thiêu khẩu minh, ngày 25 tháng 8 năm canh tí này là ngày thiên đạo, cũng rất xấu, xuất hành cầu tài đều nên tránh, dù được rồi cũng mất. Tốn kiếm, khẩu thiệt và yếu lý đó bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy vợ chồng rạn nứt. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa không thích hợp yêu đương. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ thông minh sáng tạo. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc quá mức hiếu thắng. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim dễ gây ác cảm luận về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao quân số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh da trời quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi từ vi tuổi mão chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi Mão mùi cho nên với bạn tuổi Mão bạn Cảm thấy rất chi là hăng hái khi bắt tay vào làm bất cứ cái công việc gì nhá. Tuy nhiên, với bạn tuổi mão những cái suy nghĩ của bạn đang có cái xu hướng lý tưởng hóa nên thường thấy chán nản ngay sau khi bắt tay vào công việc. Và ngày Chủ nhật này, đối với bà tuổi mão cái mối quan hệ xã giao của bạn mệnh phát triển khá chỉ là tốt đẹp bởi bạn luôn là người hiền hòa và vui vẻ. Mỗi khi đối diện với cái khó khăn, bạn thường không quá lo lắng bởi bạn biết chắc sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ hoặc là dẫn lối cho mình nữa được. Và trong cái ngày 11 tháng 10 năm 2020 này, bạn tuổi mạo cũng đang gặp được ngày thủy sinh cho mộc vượng. Cho nên, về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi mạo trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt. Gia đình của bạn tuổi mạo cũng có được cái bầu không khí hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau mọi chuyện, cho dù đó chỉ là cái vấn đề rất chi là nhỏ hay là những cái quyết định có ý nghĩa lớn lao nữa đó bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, nhiệt tình trong công việc, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, cả thèm chóng chán, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, xã giao tốt đẹp, từ vi tuổi tân mão thuộc mộc được mọi người giúp đỡ tử vi tuổi quý mão thuộc kim gia đình hài hòa về đánh giá của bà tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này bạn đang gặp chính quan chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Thìn, đối với những bạn làm lãnh đạo, nhận được cái sự tin tưởng và tôn trọng của cấp dưới và bản mệnh tuổi Thìn, bạn hiểu sâu sắc về cái nội dung công việc và nhân viên nên luôn giao đúng nhiệm vụ cho đúng người nữa đó. Và trong ngày này, nếu như bạn tuổi Thìn là nhân viên, bạn nhận được cái sự tán thưởng của đồng nghiệp và lãnh đạo nhờ cái đức tính chính trực của bạn và có tinh thần trách nhiệm cao ở bạn. Khi bạn tuổi thìn được giao bất kỳ cái công việc gì, bạn luôn cố gắng hết mình để hoàn thiện tốt nhất có thể đó. Nhưng trong cái ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cho nên, với bà tuổi thìn, bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia của mình. Mỗi khi đôi bên bất đồng ý kiến, bạn đừng có khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý kiến của mình. Chắc gì những cái suy nghĩ của bạn đã hoàn toàn là đúng đắn đối bà tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa được mọi người tin tưởng, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ được đánh giá cao, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc có tinh thần trách nhiệm, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim cố gắng hết mình, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy vợ chồng bất hòa luận. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ về tuổi Tỷ, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi Tỵ bạn không có ý thức được cái hoàn cảnh giao tiếp của mình bạn là người có tài ăn nói thế nhưng hôm nay bạn thường nói năng không suy nghĩ dễ gây mất lòng những người xung quanh lắm đối bạn tuổi Tỵ nhé và bạn tuổi tỵ bạn mệnh cũng có một ngày vất vả, do bạn ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn là người có tham vọng, là rất tốt, thế nhưng bạn không thể thực hiện được đúng như cái ước muốn của mình ngay lập tức. Và bạn cần phải bình tĩnh để thực hiện từ từ từng bước một bạn tuổi tỵ nhé. Và trong ngày Chủ nhật này, đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp được ngày có chính tài nhập mệnh cái điều này cho thấy đối với những người làm đầu tư, kinh doanh thì vẫn có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay nếu như bạn giữ được đầu óc tỉnh táo và đưa ra những cái quyết định đúng đắn bạn tử tỷ nhé. Tuy nhiên, bạn đừng có quá tham lam bởi những cái muốn lợi đang bày ra trước mắt mình. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa ăn nói không suy nghĩ, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ dễ tổn thương người khác tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc ôm đồm nhiều việc tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim có cơ hội phát tài tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy quyết định đúng đắn luận về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 2, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ về tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ Xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thủy khắc với họ, cho nên với bạn tuổi ngọ, bạn rất dễ rơi vào cái tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia của mình nhé. Ngày này, vợ chồng đôi khi bất đồng ý kiến vốn là một cái việc rất bình thường, nhưng bạn tuổi ngọ, bạn đừng quá nóng nảy nói ra những cái lời gây tổn thương cho bạn đời của mình bạn tuổi ngọ nhé một khi chiến tranh lạnh xảy ra thì bạn tuổi ngọ, bạn mệnh nên là người chủ động xuống nước, không nên làm lơ hoặc là đợi người ấy nhận lợi trước với mình, Mâu thuận kéo dài chỉ khiến cho cái bầu không khí thêm phần căng thẳng và con cái của bạn cũng phải chịu ảnh hưởng của cái việc này đối với bạn tuổi ngọ nhé. Tuy nhiên trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ nhờ có thiên tài phù trợ cho nên bạn tuổi ngọ, bạn mệnh có được cái cơ hội làm giàu dựa trên cái sự may mắn của mình. Dẫu vậy, với bạn tuổi ngọ, bạn cũng không nên có cái thái độ há miệng chờ sung, không muốn làm gì mà vẫn muốn hưởng cái thành quả đâu đó bạn tuổi dạ, tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim gặp chín tranh lạnh, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy không nên nóng nảy, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa chủ động làm hòa tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ có thể phát tài tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc không nên dựa dẫm luận vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu tím màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi dần tử vi tuổi mùi chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi bạn đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi mùi, dù bạn có tính năng động, nhanh nhẹn, nhưng cũng thường nóng nảy, dễ bị kích động lắm đoạn. Và bạn tuổi mùi, bạn mệnh không nên dễ dàng tin theo lời của những người không thân quyên với mình nhé. Bạn tuổi mùi, bạn cũng có thể sẽ phải đối phó với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Bạn cần phải giữ bình tĩnh, giữ cái sự tỉnh táo để đưa ra những cái quyết định đúng đắn. Nếu có mâu thuẫn với cấp trên hoặc là đồng nghiệp trong ngày thì bạn nên giải quyết bằng cái biện pháp hòa bình bạn tuổi mùi nhé. Và xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi, ngày này rất thích hợp cho cái việc cầu tài lộc. Nếu như bạn chọn thực hiện cái công việc cầu tài lộc vào ngày hôm nay thì bạn mệnh dễ dàng cầu được ước thấy khiến cho cái công việc kinh doanh làm ăn với bạn được thuận lợi bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim dễ bị kích động, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy không nên tin lời người lạ, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa đối phó tiểu nhân, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ không nên kích động, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc thích hợp cầu tài đoạn về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu xám quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ tử vi tuổi thân chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân bạn đang gặp ngày ngủ hành thân hỏi tương hại cái điều này khiến cho bạn tuổi thân phải trải qua một ngày không được mấy in bình với mình nhé và bạn tuổi thân bạn mệnh dễ vướng vào những cái chuyện thị phi không mong muốn do tiểu nhân gây ra những ai không hiểu rõ về bạn có thể hiểu lầm bạn nữa đoạn bạn tuổi thân trong ngày này bạn cũng đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cái cách phản kháng bạn cần phải bình tĩnh và dùng thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai đến lúc đó kẻ tiểu nhân cũng sẽ hết đường tác quái, tác oai và phải để in cho bạn thôi bạn tuổi thân nhé. Trong ngày Chủ nhật này, đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng. Cho nên, về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Nếu công việc của bạn có gặp bế tắc bạn cũng đừng có ngần ngại tâm sự với nửa kia, hai người cùng suy nghĩ, hạn sẽ tìm được cái hướng giải quyết nhanh chóng và phù hợp hơn với mình bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy vướng vào thị phi, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tiểu nhân đặt điều, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ không nên nóng nảy, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nửa kia tin tưởng tử vi tuổi nhâm Thân thuộc kim nên tâm sự đoạn về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu trắng quý nhâm phù trợ tuổi tí tuổi Thìn tuổi Dậu tử vi tuổi Dậu chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng cho nên cái mối nhân duyên của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay khá chi là tốt đẹp đặc biệt là đối với những ai chưa lập gia đình, nữa. và bạn tuổi dậu, bạn có thể gặp gỡ được một vài cái đối tượng tiềm năng và bạn hãy cho họ cơ hội được tiếp xúc và trò chuyện với mình nhiều hơn bạn tuổi dậu nhé. Trong ngày này, nếu như bạn đã có gia đình rồi, thì bạn luôn tin tưởng và thấu hiểu đối phương. Cho dù có những cái lời đồn thổi, bóng gió gì đi chăng nữa, bạn cũng không lập tức nghi ngờ mà luôn trò chuyện tâm sự thật lòng với người ấy trước nữa. Bạn mạnh tuổi dậu trong ngày Chủ nhật này cũng dễ dàng thể hiện được những cái thế mạnh của bản thân mình nếu làm trong các ngành nghề như là nghệ thuật, dịch vụ, và nghiên cứu, bạn sẽ nhận được cái sự tin tưởng và nể trọng của mọi người, tạo được cái bước đẹp để phát triển cao hơn nữa trong tương lai của mình rồi đó bạn tuổi giàu nhé. Về tử vi tuổi ất giàu thuộc thủy, nhân duyên tốt đẹp, tử vi tuổi đinh giàu thuộc hỏa, gặp đối tượng tiềm năng, tử vi tuổi kỷ giàu thuộc thổ, vợ chồng thấu hiểu, tử vi tuổi tân giàu thuộc mộc, Thể hiện được thế mạnh từ vi tuổi Quý Dậu thuộc kim được mọi người tôn trọng luận về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 5 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát Tường màu bạch kim màu xám quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ về tuổi tuất, chủ nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này, bạn đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi tuất rất có nhiều cơ hội được cất nhắc lên một cái vị trí phù hợp hơn với cái năng lực của bản thân mình trong ngày hôm nay nhé và bạn tuổi tuất bạn hãy tự tin hơn và tiếp tục thể hiện cái điểm mạnh của bản thân mình sự nghiệp của bạn sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu đó bạn tuổi tuất nhé tuy nhiên bạn tuổi tuất bạn mệnh cần phải cởi mở hơn trong những cái suy nghĩ của mình. Đừng có mãi suy nghĩ theo một cái lối mòn cụ kỵ nào đó. Bạn hãy thay đổi cái góc độ nhìn nhận sự việc. Bạn sẽ nhận ra nhiều việc tưởng như là khó khăn, bỗng trở nên đơn giản hơn rất chi là nhiều đó bạn tử tuất nhé. Nhưng trong cái ngày 11 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tử tuất, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy tuy nhiên với bạn tuổi tuất bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái quan tâm nhiều hơn tới nửa kia của mình bạn có nhận ra cái mối quan hệ của mình và con cái không còn được gần gũi như trước nữa và bạn cần phải bớt thời gian cho công việc và dành thời gian nhiều hơn cho con cái cho gia đình của mình bạn tuổi tuất nhá về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa được cất nhắc tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ thể hiện điểm mạnh tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc suy nghĩ cứng chắc tử vi tuổi canh tuất thuộc kim xa cách con cái tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy dành thời gian cho gia đình về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, Quân số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi hợi chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình cho nên với bạn tuổi hợi dễ có những cái tư tưởng bi quan tiêu cực lắm được và bạn tuổi hợi khi gặp khó khăn trắc trở bạn không nên vội than thở mà cần phải giữ những cái suy nghĩ tích cực và tìm cách để khắc phục ngay bạn tuổi hợi nhé bạn tuổi hợi, bạn là người thông minh và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại quá nóng vội. Cái điều này khiến cho những cái quyết định bạn đưa ra không được chính xác. Nếu không chắc chắn với những cái suy nghĩ của mình, bạn tuổi hợi, bạn hãy trao đổi với những người xung quanh nhé. Bạn tuổi hợi, nếu có những cái kế hoạch xuất hành đi xa trong ngày hôm nay, thì bạn mệnh nên đi về những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai cái hướng đem lại nhiều cái may mắn giúp cho công việc của bạn tuổi hợi gặp được nhiều điều thuận lợi được. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa suy nghĩ bi quan, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ khắc phục khó khăn, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc thông minh nhanh nhẹn, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim quá mức nóng vội. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy trao đổi ý kiến nhé. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tít like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.